Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 4 căn nhà tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 4 căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay. Ưu điểm của 4 căn nhà này rất là gần với lại đường ô tô đi lại, gần với lại trục đường chính, và với cái diện tích nhà thì từ 32m² trở lên, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, thiết kế theo hình thức mới nhất bây giờ, đó là gác lửng rất là hiện đại. Đường ngõ thực tế trước nhà 2m cách với đường ô tô là kia mọi người ạ, cách đúng một nhà là ra tới đường ô tô. Xung quanh 4 căn nhà này thì giao thông tiện ích, cơ sở vật chất hạ tầng ngập tràn cho quý vị sử dụng, rất là phù hợp với quý vị nào đang đi làm ở Hà Đông. Bởi vì cái căn nhà này, vị trí của nó là thuộc Hà Đông mọi người ạ, thuộc quận Hà Đông, và cái giá bán của 4 cái căn nhà này thì cũng rất là hợp lý. Tại thời điểm hiện tại, chủ nhà chào bán giá chỉ từ 2 tỷ 260 triệu đồng đến 2 tỷ 280 triệu đồng một căn thôi. Ưu điểm ngõ nông, thông thoáng. Với 4 căn nhà này thì Ngọc Ánh sẽ quay một trong 4 căn để gửi tới cho quý vị. 4 căn thì đã bán 1 và còn 3 căn mọi người nhá. Thiết kế như thế nào ạ? Với căn nhà 4 tầng thì tất cả 4 căn nhà này đều hoàn thiện, chất lượng giống nhau, rồi là hình thức bên trong bên ngoài như nhau. Cho nên là Ngọc Ánh sẽ quay và review 1 căn cho quý vị thôi. Với căn nhà này, hướng nhà là hướng đông bắc, mặt tiền của ngôi nhà 3m3, mặt hậu của ngôi nhà 3m3. Vuông vắn, không lỗi bất kỳ một phong thủy gì. Thiết kế phần mặt ngoài của ngôi nhà thì là phần mặt ngoài là cửa sắt kéo và bên trong là cửa gỗ mọi người ạ. Đấy, 4 căn nhà này, 4 cuốn sổ đỏ riêng biệt, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với Đại học Phenica, gần ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông kéo dài, gần với trung tâm thương mại Yêmon Hà Đông, phù hợp với quý vị đi làm ở Hà Đông. Mời người theo em và khám phá cụ thể căn nhà. Thiết kế hiện đại như thế nào? Ở đây là cái không gian, không phải là để phòng khách, mà là thiết kế ở đây là cái phần để xe riêng của ngôi nhà mọi người nhá. Đó, phần để xe riêng của ngôi nhà. Với cái phần căn nhà này hoàn thiện gần như chỉnh chu rồi, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Quý vị nào đang hợp với hướng đông bắc thì đừng bỏ qua cái video này. Với diện tích tuy nhỏ, tuy nhiên cái phần thiết kế rất là hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng. Phần để xe riêng rồi, đây là phần phòng bếp mọi người nhé. Với cái không gian phòng bếp đây cũng khá là rộng mọi người ạ. Xung quanh bếp thì là được ốp kính ốp bếp. Với cái tủ bếp thì thiết kế đây là tủ gỗ MDF chống cong vênh với hai màu tông đạo, chủ đạo là màu trắng và màu nâu. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Và với cái phần không gian phòng bếp đây, nhỏ nhắn, hợp lý, vẫn có thể kê một bộ bàn ăn ở đây, rất là hợp lý ạ. Và đây là cái phần tầng 1, ngoài cái phần phòng bếp, phần để xe thì thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng công năng sử dụng ở dưới phía tầng 1 thôi. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm, nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng. Với cái căn nhà này ấy, thì có bể ngầm ở dưới tầng 1 là 2 khối 8 và một cái bồn nước ở trên tầng 4 đó là 1 khối, và có máy bơm tự động ở phía dưới tầng 1 để khi hết nước thì bơm tự động lên mọi người nhé. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1, đây mọi người có thể nhìn thực tế, cổ trụ, tay vịn, thiết kế là gỗ, mặt bậc cổ bậc, ốp đá, hoa cải. Và với cái phần ngăn cách giữa cái phần để xe, phần cửa chính và cái phần cầu thang thì ở đây có một cái vách lam CNC rất là hợp lý. Một cái căn nhà này thì quý vị đừng nghe, không nghe nhầm đâu, 2 tỷ 260 triệu, cả một cái căn nhà 4 tầng, cả nhà, cả đất mọi người nhá. Chứ không phải là Ngọc Ánh báo giá theo cái kiểu cái giá này là giá chỉ từ thì chắc là phải nó có một khoảng nữa không ạ. Tất cả nhà tốt xin cam kết với khách hàng luôn, 100% giá bán công khai của chủ đầu tư, có thương lượng khi mà khách đến ưng nhà thì sẽ được nhà tốt là cầu giao để cho quý vị có thể gặp chủ trực tiếp, thương lượng giá trực tiếp mọi người nhá. Mời người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và đây là phía tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế gác lửng hiện đại nhất hiện nay mọi người ạ. Nó riêng biệt, không chung trải với phòng khách, ở dưới thì để xe máy riêng rồi, phòng bếp riêng rồi, và tầng 2 quý vị có thể tiếp khách ở trên đây. Với cái không gian tầng 2 này thiết kế rất là đẹp. Đây là cái vách PVC giả gỗ mọi người ạ. Đấy, và đây là cái tấm vách giả đá nữa. Nó chỉ là vách nhựa thôi, tuy nhiên về cái độ bền của nó thì tầm khoảng tầm 8 đến 12 năm, quý vị có thể thay đổi sau. Đây là kệ tivi
Và đây ở đây có một cái ô cửa sổ cực kỳ là thoáng hướng ra phía sau của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì đằng sau của nó là mặt ngõ, cho nên cái cửa này mở ra nó là thoáng vĩnh viễn mọi người ạ. Ngoài ra cái phần ngăn cách giữa cầu thang đi lên ở đây thì có một cái vách CNC mọi người có thể nhìn thấy đây. Nghệ thuật rất là đẹp, trang trí. Và ở đây dưới đây là một cái tủ kệ nữa. Đây ở dưới không gian phòng khách. Đó. Hoàn thiện với một căn nhà chỉ có giá 2 tỷ 260 triệu như thế này. 2 tỷ 260 triệu mà cả nhà cả đất hoàn thiện lên phù hợp với công năng sử dụng của một hộ gia đình mọi người ạ. Đây là cái phần phòng khách, hệ thống trần thạch cao, chủ đầu tư có tặng thêm cho mình một chiếc quạt trần nữa. Rất là đẹp. Và tiếp theo với cái ngôi nhà này thì đây là cái phần phòng ngủ ở phía tầng 2 mọi người ơi. Đây, phòng ngủ hướng ra phía mặt ngõ. Cửa sổ thông thoáng, ánh sáng ngập tràn, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đều đã được lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Với cái phần tầng 2 phòng ngủ thì chủ nhà thiết kế ở đây là gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân gỗ. Nhìn thoáng qua thì rất là giống với lại sàn gỗ công nghiệp nhưng mà nó là gạch mọi người ạ. Và cửa thông phòng thì thiết kế ở đây toàn bộ là cửa gỗ. Đó. Và tầng 2 thì thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh để sử dụng riêng ở phía tầng 2, phục vụ cho phòng ngủ và phòng khách. Thì ở đây là có một cái chiếc sen cây tắm nóng lạnh, ống chờ đầu chờ bình nóng lạnh, quạt hút mùi, lavabo và kia mọi người ạ, bồn cầu. Nước thì sử dụng nước sạch ở sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, bàn giao trong ngày luôn. Mời người theo em lên tầng và tầng tiếp theo. Tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước thoáng sau. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế là hai phòng ngủ và tổng là có 3 phòng ngủ tính từ phía tầng 2 mọi người ạ. 3 phòng ngủ, phòng nào cũng vuông vắn, rất là dễ dàng kê đồ, phòng nào cũng có đầy đủ cửa sổ thông thoáng. Đó. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây, thiết kế tương tự như tầng 2, còn đây là phòng ngủ ở phía tầng 3 hướng ra mặt ngõ. Hướng nhà là hướng đông bắc mọi người nhé. Được cái ưu điểm thì là ngõ nông, gần với đường ô tô, gần với lại bãi gửi xe ô tô ngày đêm, nó chỉ cách nhà khoảng tầm 100m thôi. Gần với lại nhà văn hóa, gần với chợ, trường, phường, trạm, trường mầm non cấp 1, cấp 2. Giao thông đi lại rất là thuận tiện và giá bán thì thực tế luôn là rất là hợp lý cho một ngôi nhà 4 tầng cả nhà và đất xây dựng thiết kế chỉnh chu như thế này. Mời người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phía tầng 4 của ngôi nhà. Bước lên trên phía tầng 4 ở đây thì có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo ở phần tầng 4 ở nhà ở đây thì chủ nhà thiết kế cho mình một phòng thờ. Cái phòng này thì quý vị, cái này tùy công năng sử dụng, có thể quý vị làm thiết kế phòng thờ, phòng ngủ hoặc là cái phòng làm việc, tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Phần còn lại đây chính là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi, rất là thoáng. Đó, nhìn thực tế tổng quan vị trí ngôi nhà thì xung quanh dân cư vô cùng đông đúc. Nơi ở thì rất là yên tĩnh, xung quanh đầy đủ tiện ích, tiện nghi sinh hoạt hàng ngày. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.